quý vị, kinh tế tuần hoàn là một trong những giải pháp ưu tiên, quan trọng được nêu ra trong các định hướng chính sách của Trung ương, pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Áp dụng kinh tế tuần hoàn trong ngành đồ uống chứa đựng nhiều tiềm năng cao, cơ hội mới cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo Giải pháp bao bì bền vững, mắc xích quan trọng trong nền kinh tế tuần hoàn vừa được tổ chức tại Hà Nội do Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam tổ chức. Theo Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, hiện nay nhà nước đang khuyến khích nghiên cứu phát triển công nghệ, giải pháp kỹ thuật cùng các dịch vụ tư vấn, thiết kế, đánh giá thực hiện kinh tế tuần hoàn, sử dụng và sản xuất sản phẩm thông minh hơn, hạn chế sử dụng các sản phẩm không thân thiện với môi trường, sẽ giúp ngành đồ uống phát triển theo hướng kinh tế tuần hoàn trong tương lai. Chủ tịch Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam VBA cho rằng, ngành đồ uống sẽ có lợi ích khi áp dụng kinh tế tuần hoàn với các sản phẩm tiềm năng như bã hèm, men thải, các chất loại bao bì, pallet nhựa, thùng rác. Các doanh nghiệp có thể áp dụng các giải pháp kinh tế tuần hoàn ngay từ giai đoạn thiết kế, lựa chọn vật liệu, thiết kế sản phẩm, thiết kế quy trình phân phối, tiêu thụ và thu hồi để đảm bảo hạn chế tối đa sử dụng nguyên liệu, vật liệu thô, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế phát sinh chất thải và tác động xấu đến môi trường. Tính bền vững đang trở thành giá trị cốt lõi trong hoạt động của các doanh nghiệp ngành đồ uống, giúp doanh nghiệp xác định tầm nhìn và định hướng chiến lược kinh doanh của mình.